Chặt các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Cách phân biệt Kibo Levin 4 Ross hàng thật và fake mà các bạn cần biết. Thời gian trước chúng tôi đã có một vài clip để nhắc về cái dạng ống xả Levin 4 Ross có thiết kế tự như cái dòng bột 4 Ross thật. Nhưng chúng ta phải nhận diện cái hàng fake qua những chi tiết như cái phát giữa bồ không có logo tam giác ở phía dưới cái chữ 4 Ross v.v. Tuy nhiên cái lô hàng mới này khi Việt Nam có nhiều chi tiết chuẩn như hàng thật mà khó thể nhận biết được. Vậy nếu test hàng thật nhà hàng fake thì phải làm như thế nào? Với cái tiếng vang thanh thoát và trầm ấm, thanh giòn đặc trưng của mình mà cái dòng bột 4 Ross xuất xứ đến từ Ý là cái lựa chọn hàng đầu cho những quay cơ đang chạy những dòng xe tay ga như SX và đồ vân. Thiết kế rất là gọn gàng, bắt mắt với những cái lộ bô hầm hổ khác như là bô Gran Turismo. Ngoài việc trang bị trên mình một cây bô chân tiến như 4 Ross sẽ mang tới cái sự đẳng cấp cho dân chơi thứ thiện. Sự ra mắt của cái dòng bô 4 Ross Super Bay đã khiến cho nhiều dân chơi hàng thật bức xúc, lo lắng. Nếu như giá trị thật của một cây bô 4 Ross hàng thật còn rất đẹp ở trên thị trường hiện nay khoảng là 16 triệu đồng cho một cái mẫu đến từ năm 2008, thì hàng Superfly chỉ có mức giá là 4 triệu đồng, khiến cho những người chơi hàng thật phải là chóng mặt. Cách đây khoảng là 4 tháng thì có một cái lô hàng đầu tiên có mẫu bô hàng fake, có thể dễ dàng nhận diện qua vài chi tiết khác như là cái chữ nổi Levin Scott hiện ngay ở miền bô, logo tam giác cái chữ 4 Ross, các đường hàng không được sắc sảo vân. Levi's 4 Ross hàng thật sẽ nổi cộm lên khi trong kia hàng fake thì cả cái vảy đều chà chìm. Hàng thật thì có cái chữ ốm, còn cái hàng fake thì có cái chữ số mập hơn. Cái cây bô hàng thật thì có cái G như ở lồng đền, trong kia hàng fake thì lại không có. Mép sắt hàng 3 lỗ tròn, hàng thật thì rờ vô nó có bo góc cạnh, còn hàng fake thì nó là bé. Hàng thật cái bô 4 Ross thì những mối hàng rất là đẹp, còn hàng fake thì bắn IV. Cái chữ Oyster, cái hàng thật thì có hai chữ như là 2 số 0, nó dính liền nhiều hơn cái chữ là hàng fake. Exeter J10, độ hoàn hảo, phong cách I15 ZR Malaysia đầy quyến rũ. Sắc đẹp của con Exeter J10 bên dưới đây không chỉ thể phủ nhận được khi chủ xe đã trang bị quá nhiều món đồ chơi đỉnh, kết hợp cùng phong cách dàn áo đậm chất dấu ấn của Malaysia được order về để làm nổi bật con ngựa chiến của mình. Đặc điểm đầu tiên mà mình mê mệt bản độ này là phần đầu xe được cắt gọn nhìn cũng rất ấn tượng, kết hợp cùng với kính hậu zin được mên xay cũng rất là tiện lợi khi gỡ xe. Các gọt thế này sẽ cho chủ xe thêm nhiều không gian hơn để quét ra cái bộ cụm công tắc Duno ở bên trái và cụm máy tiếp ít tích hợp với khả năng để tắt máy nhanh vô cùng tiện lợi cho anh em đậu xe đèn đỏ tắt có thể máy nghỉ ngơi. Ngoài ra trên cái phần đầu còn có thêm một cái chất liệu là mica trong suốt, nó muốn ngộ đồ chơi được kịch độc là không bao giờ là có ở Việt Nam, chủ xe phải order từ Malaysia. Phía sau có mặt đồng hồ là Casio với nhiều tính năng hiển thị LCD đi kèm cùng với 7 màu sắc nền cho chủ xe hồ lựa chọn. Đèn đầu còn được trang bị cụm thắng của Rainbow AZ19, đảm nhiệm cái chức năng giảm tốc nhanh cho các vành đi trước. Bên cạnh đó có bộ cụm còn cho người dùng khả năng là canh dầu siêu nhanh thông qua cái ốc gió có sẵn trên cụm. Bên cạnh là cụm tăng tốc Duno để rút ngắn hành trình ga cho xe bay nhanh hơn. Taycan TWM đã quá ủng hộ anh em chơi xe nhiều năm qua, không cần phải giới thiệu quá nhiều. Dàn chân trước thấy những góc ảnh quen thuộc cái dòng Hells được bấm mất dầu phong cách CC kết nối với heo dầu diesel 1 bit và được minh lệ bằng công nghệ phay CC tạo hình một logo rainbow ở giữa, sau đó đi xử lý cái màu sắc lại cho giống với rainbow. Đây là một cái cách chơi vừa có thể tận dụng với heo dầu sim mà không cần phải chế cháo, giá thành cũng rẻ mà rất là mắc. Hệ thống treo sau được ấn định khi trang bị các bục Collin bình dầu rời, cho phép chủ xe chủ động hơn trong việc kiểm soát hành trình hồi trả của bục thông qua hơi nứt chỉnh ở cái chân và bình dầu. Với tổng chiều cao là 208mm, cái bục Collin
khi vào xe sẽ cho cảm giác là cao hơn 3 phần so với buxin, đem lại hành trình tuy dài hơn thì được tải rất nhiều hơn. Hệ thống ống xả của xe dùng là cái bộ Umar Racing, được cố định vào phần đầu với cái bộ két chân xin, nhưng được minh lại bằng cách là ốp cặp phong vơ, tạo ngoại hình 3D tinh tế và thẩm mỹ hơn rất nhiều. Càng chân được trang bị cái bông Rexboy cho cái trọng lượng của em nó nhẹ nhàng hơn, gia tăng sức mạnh, ngoại hình cũng đẹp cũng như giúp cho em nó hài hòa hơn. Tổng thể cái dàn áo của xe là sự kết hợp đa dạng nhiều quốc gia, khuôn cái dàn áo và tem sim bao gồm cái dàn sao chính hãng từ I15ZR của Malaysia, che trước của Exeter 104 số, còn lại là những gương mặt đi kèm như là quét bắt biển Titan, cần số và cái cần thắng đèn của MX Skin Indo. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này là chi tiết, nhớ like, subscribe.